Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế tham quan nhà máy gặt hái mùa vàng năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành. Mùa 2 vẫn với mục tiêu gia tăng lợi ích cho khách hàng, Phân bón Cà Mau tạo điều kiện tốt nhất để gần 2.500 nông dân có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn nguồn gốc phân bón cao cấp ngay tại nhà máy đạm Cà Mau và NBK Cà Mau, hai nhà máy hiện đại quy mô, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sản xuất liên tục phục vụ nông nghiệp nước nhà. Chương trình năm nay sẽ diễn ra liên tục với tổng 12 đợt, kéo dài từ nay tới vụ đông xuân. Danh dự là đến để tham quan trực tiếp cái nơi sản xuất thì để tạo thêm cái niềm tin là rồi là về để là có thể cũng là giới thiệu cho bè bạn, cho là chồng sớm anh em này kia nọ tiếp tục là sử dụng cái phân Cà Mau này, tại vì thấy nó hiệu quả mà. Hiện hai nhà máy có tổng công suất hơn 1 triệu tấn phân bón hàng năm Ure và NBK Cà Mau, phù hợp với nhiều loại cây và vùng thổ nhưỡng, đảm bảo nguồn cung ổn định, giúp nhà nông yên tâm canh tác hiệu quả với giá thành hợp lý và góp phần bình ổn thị trường phân bón.